Chào các em, hôm nay cô rất vui được đồng hành cùng các em qua chương trình dạy học trên truyền hình do Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu kết hợp với Đài truyền hình Bạc Liêu tổ chức. Chúng ta đến với môn ngữ văn 7 với chủ đề tìm hiểu về phép lập luận giải thích và cách làm. Nội dung bài học hôm nay của chúng ta gồm có hai phần lớn. Phần 1 lớn, tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích. Trong phần này có 3 mục nhỏ: giải thích trong đời sống, giải thích trong văn nghị luận và phương pháp giải thích. Phần thứ hai, cách làm bài văn nghị luận giải thích, tìm hiểu đề và tìm ý, lập dàn bài, viết bài, đọc lại và sửa chữa. Đây là nội dung của hai bài học riêng biệt và được sự giảm tải của Bộ Giáo dục Đào tạo trong chương trình hiện nay, nên gộp lại thành một tiết học. Với thời lượng khoảng 30 phút nên cô chỉ định hướng và hướng dẫn chúng ta tìm hiểu về nội dung của bài học. Để thực hiện bài học này, mục tiêu cần đạt tiết học hôm nay về kiến thức, các em cần nắm được mục đích và phương pháp giải thích, biết được các bước làm một bài văn nghị luận giải thích, về kỹ năng nhận diện và phân tích một bài văn nghị luận giải thích, biết cách so sánh để phân biệt lập luận giải thích với lập luận chứng minh, tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý và viết phần đoạn của bài văn. Qua bài học thì các em cần phải có thái độ tích cực, hứng thú học tập và cũng như mong muốn tìm hiểu trong cuộc sống để mở rộng tầm hiểu biết của mình. Các em mở sách giáo khoa trang 69. Chúng ta đến với phần 1 lớn, tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích. Phần đầu tiên cô cho chúng ta cùng tìm hiểu đó là lập luận giải thích trong đời sống. Cô có một số tình huống sau. Vì sao lại có nguyệt thực? Vì sao nước biển mặn? Hay là bây giờ thời đại là Covid đang bùng phát trên thế giới thì chúng ta cũng gặp cái khẩu hiệu là đeo khẩu trang. Vậy chúng ta phải đeo khẩu trang để làm gì? Để giải thích được những vấn đề trên, người giải thích đòi hỏi phải có kiến thức, tri thức về khoa học. Vậy, trong đời sống, khi nào thì người ta cần giải thích? Khi có một vấn đề chưa biết thì giải thích để nhằm hiểu rõ vấn đề. Qua đây cô chọn ta cùng chốt lại, giải thích trong đời sống là khi con người gặp những hiện tượng mới lạ, chưa hiểu, cần được giải thích. Ví dụ, vì sao phải rửa tay thường xuyên? Thế nào là giãn cách xã hội? Vậy giải thích nhằm mục đích gì? Và để giải thích được thì người giải thích đòi hỏi phải đọc, phải tìm hiểu những tri thức về khoa học, nắm được những nguyên nhân, quy luật. Và qua đó các em có thể cho cô biết giải thích trong đời sống nhằm mục đích gì? Mục đích để giải thích, làm rõ những điều chưa biết trong mọi lĩnh vực. Đó là giải thích trong đời sống. Vậy còn giải thích trong văn nghị luận thì như thế nào? Cô cho chúng ta cùng sang phần 2 nhỏ. Trong văn nghị luận, cô có một số ví dụ sau. Một, có chí thì nên. Khi giải thích câu nói này, tức là giải thích về một tư tưởng. Hai, uống nước nhớ nguồn, là chúng ta đang giải thích về một đạo lý. Ba, đối cho sạch, rắc cho thơm, là giải thích về một phẩm chất. Bốn, bầu ơi thương lấy biết cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng, giải thích về mối quan hệ. Qua phần tìm hiểu ví dụ, các em hãy cho cô biết, giải thích trong văn nghị luận là làm cho người đọc, người nghe hiểu về vấn đề gì và mục đích của việc giải thích trong văn nghị luận. Chúng ta có thể chốt lại, trong văn nghị luận, giải thích là làm cho người đọc, người nghe hiểu về một tư tưởng, đạo lý, phẩm chất, quan hệ, vân vân. Việc giải thích nhằm mục đích là nâng cao nhận thức, trí tuệ, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm cho con người. Vậy, để làm một bài văn nghị luận giải thích, chúng ta có những bước nào, các cách để làm bài văn nghị luận ra sao? Chúng ta sang phương pháp giải thích. Cô trò chúng ta cùng nhau xét văn bản lòng khiêm tốn ở sách giáo khoa trang 70-71. Các em đọc kỹ văn bản và chú ý câu hỏi phía sau bài. Cho cô biết văn bản giải thích vấn đề gì và giải thích như thế nào. Chú ý khi đọc văn bản, tựa bài cũng như những từ ngữ được lặp đi lặp lại trong văn bản cho chúng ta dễ dàng xác định vấn đề được giải thích là lòng khiêm tốn. Vậy phương pháp được sử dụng để giải thích trong bài văn này, đó là những phương pháp nào? Chúng ta khó có thể trả lời ngay khi đọc qua văn bản, mà đòi hỏi phải xét từng đoạn, từng câu.
Cô lấy ví dụ đoạn thứ 3 trong văn bản. Vậy khiêm tốn là gì? Khiêm tốn là nhã nhặn, biết sống một cách nhún nhường, luôn hướng về phía tiến bộ. Tự khép mình vào khuôn thước của cuộc đời, bao giờ cũng không ngừng học hỏi. Hoài bão lớn nhất của con người là tiến mãi không ngừng, nhưng không nhằm mục đích tự khoe khoang, tự đề cao cá nhân mình trước người khác. Chúng ta bắt gặp cụm từ khiêm tốn là, và khi sử dụng cụm từ này, người giải thích đã sử dụng phương pháp giải thích là nêu định nghĩa. Vậy trong bài văn, trong văn bản còn rất nhiều câu văn sử dụng phương pháp nêu định nghĩa. Ví dụ như là khiêm tốn có thể được coi là một bản tính căn bản cho con người trong nghệ thuật xử thế và đối đãi với sự vật. Rất nhiều câu văn sử dụng phép giải thích nêu định nghĩa. Chúng ta về ở nhà có thể ghi ra tập những câu văn này. Ngoài phương pháp sử dụng cách giải thích là nêu định nghĩa, thì bài văn còn sử dụng những phương pháp nào? Cô cho chúng ta cùng tìm hiểu ở đoạn số 4. Người có tính khiêm tốn thường hay tự cho mình là kém, còn phải phấn đấu thêm, trau dồi thêm, cần được trao đổi, học hỏi nhiều thêm nữa. Người có tính khiêm tốn không bao giờ chịu chấp nhận sự thành công của cá nhân mình trong hoàn cảnh hiện tại, lúc nào cũng cho sự thành công của mình là tầm thường, là không đáng kể, luôn luôn tìm cách để học hỏi thêm nữa. Đây là cách giải thích nêu ra những biểu hiện của lòng khiêm tốn. Khiêm tốn là còn phải phấn đấu thêm, trau dồi thêm, cần được học hỏi nhiều hơn nữa, nêu ra những biểu hiện. Vậy ở đoạn văn số 5 thì người viết đã sử dụng phương pháp gì? Cô trò chúng ta cùng nhau tìm hiểu ở đoạn số 5. Tại sao con người lại phải khiêm tốn như thế? Đó là vì cuộc đời là một cuộc đấu tranh bất tận. Mà tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật ra chỉ là giọt nước bé nhỏ giữa đại dương bao la. Sự hiểu biết của mỗi cá nhân không thể đem so sánh với mọi người chung sống với mình. Vì thế, dù tài năng đến đâu cũng luôn luôn phải học thêm, học mãi mãi. Người viết đã sử dụng cách nêu ra nguyên nhân, lý do vì sao mình phải khiêm tốn. Và cách giải thích này người ta gọi là dùng phương pháp nêu nguyên nhân. Vậy còn đoạn số 2. Điều quan trọng của khiêm tốn là chính nó tự nâng cao giá trị cá nhân của con người trong xã hội. Khiêm tốn là biểu hiện của con người đúng đắn, biết sống theo thời và biết nhìn xa. Người khiêm tốn bao giờ cũng là người thường thành công trong lĩnh vực giao tiếp với mọi người. Đây, đoạn văn chỉ ra cho chúng ta lợi ích của việc khiêm tốn. Khiêm tốn là biểu hiện con người đúng đắn, biết sống theo thời và biết nhìn xa. Và khiêm tốn còn là thành công trong lĩnh vực giao tiếp. Nêu lợi ích của lòng khiêm tốn. Qua những đoạn văn tìm hiểu, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy bài văn lòng khiêm tốn sử dụng các phương pháp giải thích sau. Nêu định nghĩa, nêu ra những biểu hiện của tính khiêm tốn, so sánh đối chiếu các biểu hiện khác. Nêu ra lợi hại của lòng khiêm tốn. Chúng ta đã tìm hiểu về các phương pháp giải thích trong bài văn. Bài văn lòng khiêm tốn có phải là một văn bản hoàn chỉnh hay chưa? Và có bao nhiêu đoạn văn? Mỗi đoạn văn diễn đạt nội dung gì? Chúng ta dễ dàng nhìn cái hình thức bên ngoài đó thấy được. Bài văn có tất cả 7 đoạn, mỗi đoạn diễn đạt một ý khác nhau. Đoạn 1, giới thiệu về lòng khiêm tốn. Đoạn 2, cái lợi của lòng khiêm tốn. Đoạn 3, giải thích về khiêm tốn là gì. Đoạn 4, biểu hiện của lòng khiêm tốn. Đoạn 5, lý do con người phải khiêm tốn. Đoạn 6, tầm quan trọng của lòng khiêm tốn. Và đoạn 7 là ý nghĩa của lòng khiêm tốn. Qua 7 đoạn văn, chúng ta thấy diễn đạt 7 nội dung khác nhau. Nhưng xuyên suốt đề tài được nhắc đến trong 7 đoạn đó là lòng khiêm tốn. Vì đây là một bài văn giải thích hoàn chỉnh. Chúng ta có thể xác định được bố cục của bài văn có 3 phần. Và phần mở bài chính là đoạn 1 và đoạn 2. Phần thân bài là đoạn 3, đoạn 4, đoạn 5. Phần kết bài là đoạn 6 và đoạn 7. Đây là một bài văn nghị luận có bố cục rõ ràng, mạch lạc, 3 phần. Lời văn trong sáng, dễ hiểu. Vì để làm được một bài văn nghị luận giải thích như thế, thì chúng ta nhớ cho cô qua phần vừa tìm hiểu ở mục 1.
cô trò chúng ta cùng đến với nội dung cần phải nhớ trong nội dung này. Thì mấy em cần nắm cho cô thế nào là giải thích trong đời sống, thế nào là giải thích trong văn nghị luận, và người ta thường giải thích bằng những cách nào. Đó chính là ghi nhớ, sách giáo khoa trang 71. Nếu như nắm được thế nào là giải thích trong văn nghị luận và các cách để làm bài văn giải thích, thì chúng ta đã viết được một bài văn nghị luận giải thích chưa? Bao nhiêu đây chưa thể viết được bài văn nghị luận giải thích mà chúng ta cần phải biết các bước làm một bài văn nghị luận. Chúng ta cùng nhau sang phần 2 lớn. Cách làm bài văn lập luận giải thích. Mấy em mở sách giáo khoa trang 84. Cách làm bài văn lập luận giải thích, đọc cho cô cái đề văn và xác định những từ ngữ quan trọng của đề. Nhân dân ta có câu tục ngữ: đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Hãy giải thích câu nói đó. Để làm được đề văn nghị luận này thì chúng ta cũng có 4 bước như những bài văn nghị luận chứng minh trước đây chúng ta đã tìm hiểu. Các bước làm bài văn nghị luận giải thích. Bước 1, tìm hiểu đề và tìm ý. Bước 2, lập dàn bài. Bước 3, viết bài. Bước 4, đọc lại và sửa chữa. Cô trò chúng ta cùng tiến hành từng bước một đối với đề văn trên. Bước 1, tìm hiểu đề và tìm ý. Khi đọc về đề văn, đi một ngày đàn, học một sàng khôn, hãy giải thích nội dung câu nói đó. Chúng ta chú ý, hãy giải thích. Đây là từ ngữ thể hiện yêu cầu của đề. Và chúng ta dễ dàng xác định đây là bài văn thuộc thể loại nghị luận giải thích. Và nội dung giải thích là vấn đề về tư tưởng. Cái câu đi một ngày đàn, học một sàng khôn không thể hiện rõ nội dung giải thích, mà đòi hỏi chúng ta phải suy ra từ nội dung của câu nói. Đó là đi đây đó thì mới mở rộng được tầm hiểu biết. Phạm vi giải thích là trong đời sống, trong ca dao, tục ngữ. Ý tiếp theo là chúng ta đi tìm ý. Để giải thích đề văn trên, chúng ta tìm cho cô một số ý, gạch ra một số ý cơ bản như sau. Một, nghĩa đen của câu tục ngữ. Đi một ngày đàn, học một sàng khôn có nghĩa là gì? Nghĩa bóng hay còn gọi là nghĩa hàm ẩn của câu tục ngữ. Tại sao đi một ngày đàn lại học một sàng khôn? Nghĩa sâu và đồng thời liên hệ những câu ca dao tục ngữ tương tự. Sang phần thứ hai, bước 2, lập dàn bài của bài văn. Dàn bài của bài văn nghị luận giải thích cũng có 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Đầu tiên, chúng ta viết phần mở bài. Mở bài giới thiệu câu tục ngữ và ý nghĩa sâu xa của nó. Khi giới thiệu một cái vấn đề cần giải thích và gợi ra phương hướng giải thích. Nhưng nếu đây là một câu nói, một câu ca dao, một câu tục ngữ ngắn gọn, thì chúng ta đòi hỏi phải trích dẫn lời nói đó ra ở phần mở bài. Phần thứ hai, phần thân bài. Lần lượt giải thích các nét nghĩa của câu tục ngữ. Nghĩa đen, đi một ngày đàn là gì? Một sàng khôn là gì? Đàn có nghĩa là đường. Sàng là vật dụng làm bằng tre nứa, được đen, có hình tròn, có lỗ nhỏ, dùng để phân biệt gạo, thóc, tấm. Trong xã hội xưa, người ta thường hay giã gạo xong rồi người ta sàng. Vậy câu tục ngữ này muốn nói là đi một ngày đường thì sẽ học rất nhiều điều hay. Ý thứ hai chúng ta tìm hiểu đây là nghĩa bóng. Đi đây, đi đó thì mở rộng tầm hiểu biết, khôn ngoan, từng trải. Con người cần phải vượt xa cái lũy tre làng để tìm hiểu, để học hỏi, để mở rộng tầm hiểu biết hơn. Ý thứ ba trong phần thân bài, mấy em tìm hiểu về nét nghĩa sâu, nói về khát vọng của người nông dân xưa muốn mở rộng tầm hiểu biết bằng cách học hỏi, mở mang kiến thức bằng cách tham khảo, ra khỏi cái lũy tre làng nơi mình sinh sống để có nhiều kiến thức, có nhiều hiểu biết hơn. Liên hệ những câu nói tương tự, đi một bữa chợ, học một mớ khôn. Hay ca dao có câu, đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. Đó là thể hiện cái ước muốn của người dân mở rộng tầm hiểu biết bằng cách giao lưu học hỏi bên ngoài. Hay tóm lại phần thân bài mấy em cần viết cho cô, giải thích các nét nghĩa, các từ ngữ khó trong câu và lần lượt giải thích từng nội dung, từng khía cạnh bằng cách dùng lý lẽ để trả lời. Mấy em chú ý, dùng lý lẽ khác hơn là văn nghị luận chứng minh là dùng dẫn chứng. Phần thứ ba, phần kết bài. Phần kết bài khẳng định lại ý nghĩa của câu tục ngữ.
Khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng và tác dụng của vấn đề. Nêu suy nghĩ. Ý nghĩa của câu tục ngữ ngày xưa cho đến ngày nay. Giá trị của nó như thế nào? Nêu suy nghĩ của bản thân mình đối với câu tục ngữ đó. Bước thứ 3. Sau khi làm dàn bài thì cô trò chúng ta sang phần thứ 3, bước 3 là viết bài. Viết bài trước tiên là viết phần mở bài. Có nhiều cách mở bài. Ở đây cô giới thiệu cho chúng ta một số cách mở bài. Đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Chúng ta thấy cái câu nói đi một ngày đàn, học một sàng khôn được đưa ra đầu tiên nhất. Sau đó là câu tục ngữ hay, chẳng những đúc kết kinh nghiệm học tập của người xưa mà còn thể hiện khát vọng được đi xa, đưa ra định hướng giải thích. Cách này đưa cái vấn đề giải thích ra trước tiên thì người ta nói đây là cách đi thẳng vào vấn đề. Hay còn gọi cách khác nữa là gì? Mở bài theo cách trực tiếp. Cách thứ hai, nông dân Việt Nam xưa quanh năm bó mình trong lũy tre xanh, tầm mắt hạn hẹp. Chính vì vậy mà nhân dân đã có câu tục ngữ khích lệ họ đi đây đó để mở rộng tầm hiểu biết. Đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Chúng ta thấy đoạn văn này có hai câu. Câu thứ nhất, nông dân Việt Nam xưa quanh năm bó mình trong lũy tre xanh hạn hẹp. Đây là cái hoàn cảnh sống của họ. Và đối lập với hoàn cảnh đó chính là họ có ý thức muốn mở rộng tầm hiểu biết. Cách viết thứ hai là đối lập hoàn cảnh với ý thức. Sang cách thứ ba, nhân dân ta có nhiều câu tục ngữ, ca dao nói về việc đi xa để mở rộng tầm mắt. Một trong những câu đó là đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Chúng ta thấy cách mở bài thứ ba, đầu tiên dẫn ra nhân dân ta có nhiều câu tục ngữ. Đây là cái chung nhất, có nhiều câu tục ngữ ca dao. Và từ cái chung này dẫn ra cái riêng là một câu tục ngữ, đi một ngày đàn. Cách mở bài này người ta nói là nhìn từ cái chung đến cái riêng. Vì qua ba cái ví dụ này thì chúng ta có thể tóm lại viết phần mở bài có nhiều cách. Đi thẳng vào vấn đề, đối lập hoàn cảnh với ý thức, nhìn từ chung đến riêng. Đây là ba cách cơ bản để gợi ý chúng ta có thể linh hoạt viết theo nhiều cách khác nhau, đảm bảo được nêu vấn đề giải thích và định hướng giải thích. Phần thứ hai, phần B nhỏ là phần thân bài. Phần thân bài triển khai giải thích bằng nhiều đoạn khác nhau. Nhưng cơ bản mấy em giải thích được cho cô ba đoạn văn dựa theo ba nội dung nét nghĩa sau: nghĩa đen, nghĩa bóng và nghĩa sâu. Mỗi đoạn văn diễn đạt một ý khác nhau. Nhưng làm sao mấy em cần phải lưu ý chủ đề xuyên suốt của từng đoạn văn để bài văn không bị rời rạc, không bị đứt khúc. Cô có đoạn văn mẫu ở phần thân bài. Đoạn 1 đó là giải thích nghĩa đen. Hay còn có thể nói cách khác là đầu tiên, đoạn đầu tiên trong phần thân bài văn giải thích là chúng ta trả lời câu hỏi làm gì? Đi một ngày đàn, học một sàng khôn có nghĩa là gì? Đây là cách viết phần thân bài dựa theo cách mở bài trực tiếp. Mở bài trực tiếp thì câu đầu tiên của đoạn là đưa câu tục ngữ. Thì phần thân bài chúng ta thấy nó cũng tương ứng như vậy. Thật vậy, câu tục ngữ đi một ngày đàn, học một sàng khôn, trước hết là đúc kết một kinh nghiệm. Xét về nghĩa đen thì một ngày đàn có nghĩa là đi rất xa đối với người nông dân. Xưa vốn ít đi xa, thường lấy thời gian để đo đường đi. Với tốc độ đi trung bình một ngày, có thể đi được 40-50 cây số. Như thế là đã đi đến làng khác, xã khác, huyện khác. Đi xa như vậy, họ mới học được những điều mới lạ mà ở làng mình, xã mình, huyện mình không có được. Nghĩa là học được một sàng khôn, ấn tượng về chuyến đi xa, thường rất sâu đậm. Và nó có thể là cơ sở thực tế của câu tục ngữ. Đây là cách viết giải thích nét nghĩa đen. Và chúng ta có thể mở rộng hơn nữa. Nhiều em hơi máy móc, hơi rập khuôn, thấy là lập dàn bài là giải thích nghĩa đen. Thì trong phần viết bài mấy em cũng thường hay ghi nghĩa đen của câu tục ngữ là hai chấm. Và nhiều năm rồi cô cũng bắt gặp trường hợp mấy em viết đoạn văn, bài văn, mấy em cũng hay máy móc theo kiểu đó. Lưu ý chúng ta phải thoát khỏi những từ ngữ mà làm sao trình bày được nghĩa đen của câu tục ngữ. Ở đoạn thứ hai, giải thích nghĩa bóng hay có thể trả lời câu hỏi đi một ngày đàn, học một sàng khôn là đi như thế nào, học như thế nào.
Nhưng câu tục ngữ bao giờ cũng đúc kết kinh nghiệm, mà đúc kết thì phải có ý nghĩa khái quát. Nội dung khái quát đó là một điều có tính quy luật, hãy đi xa là nhìn thấy cái mới lạ, mở rộng tầm hiểu biết. Điều quan trọng là hãy đi xa đã. Đến lúc đó, dù không có ý định học gì thì vẫn cứ học được và khôn ra. Đó chính là nội dung của câu ca dao. Đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. Ở nhà với mẹ thì sướng đó, nhưng mà chỉ ở nhà với mẹ thì tầm nhìn sẽ bị hạn hẹp. Sự hiểu biết của mình bị bó buộc ở trong khuôn khổ là ngôi nhà. Đây, nội dung đoạn văn này phù hợp trong hoàn cảnh sống xã hội xưa. Còn ngày nay, ví dụ như dịch Covid như thế này, thì chúng ta ở nhà có thể bằng một cái lít chuột. Dưới thời đại 4.0, chúng ta cũng có thể đi ngao du khắp mọi nơi, có thể xuống tận dưới đáy đại dương hoặc lên trên vũ trụ. Vậy, tùy theo mỗi thời đại mà cái việc đi để học hỏi của mình có sự thay đổi khác nhau. Nhưng những câu tục ngữ như thế thì rất sâu sắc. Chỉ cần nhớ lại những cuộc tham quan du lịch mà ta đã tham gia, dù chỉ là đi chơi, ta cũng biết thêm được nhiều điều. Khi chúng ta đi sang làng khác, xã khác, chỉ là đi chơi thôi, nhưng mà mình biết được một phong tục, một cái món ăn nào đó mới lạ, hoặc là một cái quan cảnh mới lạ, từ đó cho chúng ta có kinh nghiệm sống rộng hơn. Ở đoạn thứ 3 của phần thân bài là giải thích nghĩa sâu, hay còn có thể nói cách khác là trả lời câu hỏi tại sao phải đi một ngày đàn học một sàn khôn. Câu tục ngữ này không chỉ đúc kết kinh nghiệm mà còn thể hiện một lời khuyên, một lời khích lệ, một ước vọng thầm kín. Đó là ước vọng đi xa để mở rộng tầm hiểu biết, để thoát khỏi sự hạn hẹp của tầm nhìn. Cuối cùng, phần thứ 3 là phần kết bài. Phần kết bài mấy em nêu ý nghĩa của câu tục ngữ. Trong phần kết bài ở sách giáo khoa đã có, cô trò chúng ta cùng nhau tìm hiểu thử ý nghĩa và cách vận dụng nêu suy nghĩ như thế nào trong phần kết bài này. Ngày nay giao thông thuận tiện, đời sống đã khấm khá, nhiều người đã có điều kiện để đi xa học hỏi, nhưng câu tục ngữ xưa vẫn còn nguyên ý nghĩa đối với những ai quen sống khép mình, tự thỏa mãn với chính mình. Nội dung của phần kết bài này đã liên hệ được thực tế và nói về giá trị của nó, câu tục ngữ mãi cho đến ngày nay vẫn còn giá trị. Bước cuối cùng, trước khi nộp bài, chúng ta không thể nào bỏ qua, đó là đọc lại và sửa chữa. Đây cũng là một bước quan trọng không kém. Để bài văn của mình được hoàn chỉnh hơn, đầy đủ hơn, thì người viết cần phải đọc lại xem bố cục rõ chưa, trình bày đầy đủ cái hình thức đúng chưa, và từng phần từng đoạn đã có sự liên kết chặt chẽ chưa, đã logic chưa. Đặc biệt nhất là lỗi chính tả chúng ta thường hay mắc phải, đây là dịp để chúng ta sửa lại những sai sót mà chúng ta mắc phải trong quá trình làm bài. Qua phần tìm hiểu, cô trò chúng ta cùng nắm lại nội dung của phần 2 lớn. Muốn làm bài văn nghị luận giải thích thì có mấy bước: tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn bài, viết bài, đọc lại và sửa chữa. Vậy dàn bài của bài văn nghị luận giải thích có 3 phần, đó là gì? Mở bài thì giới thiệu điều cần giải thích và gợi ra phương hướng giải thích. Phần thân bài lần lượt trình bày các nội dung giải thích, sử dụng các cách giải thích lập luận cho phù hợp. Phần thân bài này, mấy em có thể nhớ cho cô những ý cơ bản giải thích nghĩa đen, nghĩa bóng, nghĩa sâu, hay nói nôm na là trả lời là gì, như thế nào và tại sao. Phần kết bài nêu ý nghĩa của điều được giải thích đối với mọi người. Và lưu ý, lời văn giải thích phải trong sáng, dễ hiểu. Giữa các phần, các đoạn cần phải có từ ngữ liên kết. Mặc dù mỗi đoạn diễn đạt một nội dung khác nhau, nhưng chúng ta phải biết sâu chuỗi, kết nối những đoạn văn để cho bài viết của mình trở nên mạch lạc, dễ hiểu hơn. Vậy qua phần cô vừa giới thiệu, chúng ta đã nắm được cách làm bài của bài văn giải thích. Vậy qua đây, cô muốn ôn lại cho chúng ta phân biệt bài văn giải thích và bài văn chứng minh. Phân biệt phép lập luận giải thích với phép lập luận chứng minh. Thì văn chứng minh chủ yếu là nêu các sự thật hiển nhiên mà không ai chối cãi được, phân tích lý lẽ làm cho ai cũng phải thừa nhận nó là đúng, kết hợp dẫn chứng và phân tích dẫn chứng.
Nhưng về phương pháp của văn giải thích thì người viết sử dụng những phương pháp như là nêu định nghĩa, nêu ví dụ, nêu biểu hiện, so sánh, đối chiếu, giải thích nguyên nhân, nêu cái lợi, hại. Còn mục đích của văn giải thích và mục đích của văn chứng minh. Mục đích của văn chứng minh là nhằm mục đích thuyết phục người đọc tin vào những điều, những cái tính chân thật của vấn đề. Nhưng mục đích của văn giải thích là nhằm làm cho người đọc hiểu rõ về một vấn đề. Lưu ý cho cô, bài văn chứng minh khi viết chủ yếu là mấy em dùng dẫn chứng. Nhưng bài văn giải thích thì chủ yếu sử dụng trong bài văn giải thích là lý lẽ. Đây là hai điều cơ bản nhất. Viết văn giải thích có thể đưa dẫn chứng, nhưng tránh xa đà để trở thành văn chứng minh sai về thể loại. Chúng ta cần lưu ý để nắm vững. Vậy qua tiết học này, cô mong các em hiểu rõ về phương pháp lập luận giải thích cũng như phương pháp lập luận chứng minh. Về nhà, các em học bài cũ ở ghi nhớ sách giáo khoa trang 71 và trang 86. Dựa vào dàn bài ở sách giáo khoa có sẵn, mấy em viết lại thành một bài văn hoàn chỉnh. Còn chuẩn bị bài mới, soạn cho cô văn bản Sống chết mặt bay của Phạm Vi Tốn. Tiết sau thì cô cho chúng ta cùng nhau tìm hiểu về tác phẩm này. Nắm được về phần tác giả, tác phẩm và đặc biệt nhất là hai cái bức tranh ở trong sách giáo khoa nói về tình cảnh vợ đê cũng như quan phụ mẫu đi hộ đê. Cuối cùng là tình cảnh của người dân khi đê bị vỡ. Mấy em nắm cho cô ba phần cơ bản trong cái văn bản này. Tiết học ngắn ngủi như thế, cô mong rằng cô cũng đem đến cho chúng ta một ít kiến thức về văn nghị luận. Mong các em học tốt. Chúc các em chăm ngoan học giỏi. Cô chào các em.